Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tô Game Live. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game mobile vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Tân Kỷ Nguyên. Các bạn thể thấy đây là một con game nhập vai màn hình dọc, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Thật ra thì mình cũng từng giới thiệu phiên bản nước ngoài con game này rồi, và nay thì nó đã chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt. Gọi là chính thức, nhưng mà gọi là chính thức alpha test thôi anh em nhé, alpha test thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Tân Kỷ Nguyên này. Rồi, với một kiểu game màn hình dọc thì các bạn sẽ có thể chơi bằng một tay. Đấy, và cái điểm mình ấn tượng nhất của cái con game Tân Kỷ Nguyên này theo mình đó là cái đồ họa 3D, và nó khai thác một cái đề tài gọi là đề tài fantasy huyền huyễn, khá là thú vị, và mình thực sự là mình cũng khá là ấn tượng với đồ họa game này. Rồi chúng ta sẽ tạo nhân vật, các bạn hãy tùy chỉnh nhân vật nam hoặc nữ nhá. Đấy, đây các bạn hãy tùy chỉnh một số cái có sẵn của con game này, kiểu tóc, màu tóc các thứ. Đấy, tùy biến nó không quá nhiều, nhưng mà ít ra là nó có, mà nó cũng hơn rất là nhiều game rồi, đặc biệt là game màn hình dọc. Đấy, rồi chúng ta sẽ vào game đi. Đồ họa rất là đẹp nha, đồ họa 3D luôn anh em ạ. Game màn hình dọc thôi nhưng mà đồ họa 3D, mình thấy là con game này rất là có tiềm năng luôn. Rồi chúng ta sẽ vào game này. Đây, ở đây là mình đang chơi bằng giả lập nha anh em nhá. Con game này thì anh em để chơi điện thoại là giả lập cũng rất là ok. Từ từ tôi xem cái phần setting đó, cảm giác đồ họa nó chưa phải là đỉnh nhất. Đó, chúng ta sẽ có một con game nhập vai, và vì là nó màn hình dọc nên là nó sẽ tối ưu cái giao diện điều khiển, nâng cấp các thứ, cũng như là việc chiến đấu thì hoàn toàn là gọi như là tự động rồi anh em ạ. Đây, chúng ta có phần setting này, mình sẽ để cấu hình gọi là như vậy là các bạn chơi giả lập ấy, các bạn chỉ để lên được cái đồ họa mức trung bình thôi. Như vậy là nếu mà muốn đồ họa đẹp nhất thì các bạn nên chơi bằng điện thoại. Ok, như vậy là chơi được bằng giả lập, nhưng mà giả lập đó thì nó chỉ hỗ trợ đến cái cấu hình chung thôi. Thì các bạn để thấy là đây là một, đây xoay 360 độ luôn nhá, game màn hình dọc nhưng mà xoay 360 độ 3D luôn, full 3D luôn. Đó, chúng ta sandbox thế giới này. Đấy, tức là con game này nó có đồ họa cũng ra gì phết đấy. Nếu mà các bạn có muốn có một cái đồ họa đẹp thì các bạn nên chơi bằng điện thoại, và đặc biệt là nếu mà điện thoại có cấu hình tốt ấy thì mình nghĩ là các bạn sẽ tận hưởng được toàn bộ cái đồ họa của con game này. Đấy, chúng ta có tính năng nâng cấp nhân vật. Về cơ bản thì lối chơi nó cũng khá là đơn giản và dễ hiểu thôi, và với việc hỗ trợ auto thì chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với con game này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục này. Game này thì mình thấy là hiện tại đang rất là đông người chơi nhá. Mình nghĩ là nếu bạn nào mà đã quá chán với cái thể loại là kiếm hiệp, tiên hiệp rồi ấy, thì cái con Tân Kỷ Nguyên này nó sẽ mang lại một cái làn gió mới cho anh em. Nó không chỉ đề tài thú vị này, đề tài kiểu dạng mang yếu tố huyền huyễn, fantasy, kiểu fantasy gọi là huyền huyễn á, mà cái đồ họa nó cũng rất là ấn tượng luôn. Đấy, chúng ta sẽ có sự xuất hiện của robot, máy móc các kiểu, khá là hay. Mình thật sự là cái lúc mà mình trải nghiệm cái phiên bản nước ngoài của game này là mình đã biết là khi mà con game này phát hành tại Việt Nam ấy, chắc chắn là nó sẽ thu hút một cái lượng rất là lớn anh em game thủ Việt tham gia. Đấy, còn chơi lâu dài hay không thì tôi không rõ, nhưng mà phải nói là phải công nhận là cái đồ họa của con game này thật sự là rất là ấn tượng. Đấy, con game này được nhà phát hành Gamet phát hành tại Việt Nam nha anh em nhá. Và trong giai đoạn alpha test này thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự kiện hấp dẫn. Đấy, hình như là game nó sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 2. Đấy, hôm nay thì nó alpha test nhanh. Đấy, cho anh em, để anh em trải nghiệm thử. Đấy, các bạn thật ra thì game này anh em có thể điều khiển bằng tay được. Chúng ta sẽ có một cái analog này, các bạn là chạm trên màn hình ấy, thì nó sẽ có xuất hiện, nhưng mà thường thì anh em sẽ auto thôi. Rồi, chúng ta sẽ có boss thế giới, boss nhiệm vụ này, rồi các cái tính năng để nâng cấp, như kiểu đây, nâng cấp xe máy của mình này, thú cưỡi, nó có tính năng thú cưỡi, các tính năng nó mở sẽ dần dần nhá. Cái ô kỹ năng bạn thấy là rất là bé luôn. Nói chung là game này auto là chính thôi, quan trọng nhất là vẫn nâng cấp nhân vật này, hệ thống trang bị này, rồi sau này có cường hóa trang bị các kiểu này. Đây, nó chưa mở thôi. Đấy, sau này có thêm rất là nhiều phần nữa. Kỹ năng nhân vật nó chưa mở đâu, cái này thì mình phải lên cấp thì nó mới mở nhá. Với con game Tân Kỷ Nguyên này thì anh em có thể đi cày cuốc này, săn boss với những người chơi khác. Đấy, ấn tượng phết. Chúng ta sẽ tìm hiểu hệ thống VIP đi. Chúng ta sẽ có hệ thống VIP, đặc quyền VIP này. Đó, chúng ta sẽ có ông VIP, mình không biết cấp VIP cao nhất là bao nhiêu, nhưng mà có VIP nhá.
À đây, cấp VIP cao nhất là cấp cấp VIP 12. Ừ, có bao gồm là còn chia ra VIP vàng, VIP bạc và VIP kim cương nữa. Đấy, rất là nhiều VIP. Nói chung là game nhập vai mà không thể tránh được vì có VIP. Game này lên cấp rất nhanh nha. Bây giờ mình level 32 rồi. Và level 44 nó sẽ mở thêm tính năng mới đây. Chúng ta sẽ có tính năng lợi khí thăng bậc này. Đấy, rất là nhiều tính năng để các bạn nâng cấp nhân vật nha. Đấy, các bạn có thể trải nghiệm. Rồi, mình tiếp này. Lại đánh boss thế giới, tức là rất là nhiều boss thế giới nhá. Các bạn nó sẽ chia theo cấp độ của người chơi và các bạn sẽ đi săn boss liên tục. Thông qua việc săn boss thì anh em sẽ nhận được rất là nhiều những cái trang bị. Tiếp này. À đây, chúng ta sẽ được tính năng mới này như kiểu là pet anh em đúng không nhỉ? Bảo bảo, nó gọi là bảo bảo. Đấy, ui, nhận được trang bị cam này, thăng bậc nhanh. Hãy với những cái dạng game như con Tân Kỷ Nguyên này thì anh em sẽ quan trọng nhất là vẫn là việc nâng cấp nhân vật nhé, thông qua các tính năng. Đấy, chúng ta sẽ dùng bảo bảo này thì để giúp mình nhiều XP hơn đúng không? Cấp 52 chúng ta sẽ mở tính năng cánh. Đấy, game thì cũng có tính năng cánh luôn. Nhìn chung thì cái con Tân Cử Nguyên này ấn tượng nhất vẫn là cái đồ họa và cái đề tài nó khai thác. Về mặt lối chơi thì mình nghĩ là cũng sẽ không quá phức tạp với anh em đâu. Kể cả những bạn lần đầu tiên chơi thể loại game nhập vai thì với cái việc là game nó kiểu màn hình rộng nó đơn giản ấy, mọi tính năng nó được tối ưu hết rồi. Chúng ta sẽ có auto hỗ trợ tận răng rồi. Đấy, cái quan trọng của anh em nhất vẫn là kiểu đi tìm hiểu các tính năng nâng cấp nhân vật thôi. À, các bạn hãy qua nạp đầu nhé. Đây là Alpha Test, hình như là không nạp được đâu. Lại đánh boss tiếp này. Đấy, các tính năng nó mới cứ mở dần dần ra thôi. Thật sự là mình ấn tượng nhất vẫn là đồ họa anh em. Đồ họa game màn hình rộng và đồ họa 3D và đẹp chứ. Đây là mình còn đang nhắc lại, đây là chưa phải đồ họa cao nhất nhá. Đây chỉ là đồ họa trung bình thôi. Đấy, chưa phải là đồ họa xịn sò nhất, nhưng mà mình thấy là cũng khá là ấn tượng rồi. Ổn của nó đấy. Thăng cấp tiếp này. Lập tức trang bị. Đấy, các trang bị nó sẽ cứ đánh boss thì nó nhận ra chúng ta có tính năng nâng cấp cánh này. 60 thì chúng ta sẽ có thần binh. Tăng cấp thần cánh lên. Tăng cấp thú cưỡi. Đấy, sau này anh em đi nâng cấp này thôi. Sau này có cả cường hóa trang bị nhưng mà nó chưa mở anh em ạ. Phải lên cấp cao hơn. Nói chung là game dễ chơi lắm. Và nếu mà anh em nào muốn chơi con game này thì mình sẽ để một cái đường link để các bạn có thể tải game nhé. Hình như là con game này hình như nó mới chỉ ra trên Android, Avatar trên Android thôi. Thế nên là các bạn nếu mà không có máy Android ấy, thì các bạn dùng giả lập. Đấy, các bạn hoàn toàn để chơi giả lập. Có tính năng ma hóa gì đây? Biến hình à? Wow, ngầu chưa? Đây, chúng ta mở tính năng rèn nào, các bạn thể cường hóa trang bị. Phải cả ấn 10 lần này. Nó sẽ cường hóa trang bị. Ô. Đây, ấn này 10 lần cho nhanh. Đó, các bạn sẽ tốn vàng nhé. Hết vàng rồi. Đấy, cường hóa hiện tại là sau này có khảm ngọc các thứ nữa. Nói chung là rất là nhiều tính năng để mạnh hóa nhân vật đấy. Cái dạng game này thì nó sẽ tập trung nhiều vào các hoạt động và các tính năng. Tính năng thì nâng cấp nhân vật này rồi các hoạt động hàng ngày như kiểu phó bản hàng ngày, săn boss, đấu trường. Nói chung là đầy đủ như những con game nhập vai màn hình ngang thôi. Đấy thì anh em nào quan tâm đến tựa game Tân Cử Nguyên này có thể tải game nhá. Nhìn chung thì mình thấy là trải nghiệm mọi thứ đều rất là mượt mà, khá là ok. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nha. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tô Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.